Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cầu vồng lửa, một hiện tượng thiên nhiên độc đáo vừa xuất hiện trên bầu trời thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Cầu vồng có hình dáng giống như một con sóng và kéo dài khoảng 100 mét. Cầu vồng lửa xuất hiện trên bầu trời quận Sông Trang, thành phố Thượng Hải vào buổi chiều ngày 17 tháng 7, trong khoảng 10 phút rồi biến mất. Nhiều người địa phương thích thú đã sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh hiện tượng thiên nhiên đặc biệt này. Cầu vồng thông thường có hình dạng cong, nhưng cầu vồng này lại thẳng kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên nào đẹp đến thế. Các nhà khí tượng học cho biết, cầu vồng lửa hay còn gọi là mây ngũ sắc chỉ xuất hiện khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tinh thể băng tí hon hình thành ở độ cao hàng nghìn mét. Hiện tượng này khá hiếm gặp, gây ra do sự khúc xạ ánh sáng mặt trời vào các tinh thể băng trong những đám mây. Nói một cách đơn giản, những đám mây hoạt động như những lăng kính làm giảm ánh sáng. Tuy nhiên, mọi người chỉ có thể nhìn thấy khi chúng ở đúng vị trí. Vì hiện tượng chỉ xảy ra khi ánh mặt trời phải xuyên qua các tinh thể ở một góc nhất định, nên những người sống ở gần vùng cực gần như không thể quan sát hiện tượng này. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn xây một bức tường ngăn cách biên giới giữa nước này với quốc gia láng giềng Mexico, thì mới đây, 2.000 nghệ sĩ và tình nguyện viên Mexico đã triển khai dự án vẽ một bức tranh dài 2 km trên tường rào biên giới giữa hai nước với mục đích phá vỡ kỷ lục thế giới, đồng thời gửi thông điệp hòa bình tới Tổng thống Mỹ. Tường tình anh em là tên của dự án. Các nghệ sĩ đã sử dụng nhiều màu sắc và chất liệu để trang trí cho hơn 2 km hàng rào biên giới giữa Mexico và Mỹ. Ý tưởng độc đáo này khiến nhiều người có cảm giác rằng đây là bức họa khổng lồ chứ không phải là bức tường biên giới ngăn cách. Phần tường được trang trí nằm trên lãnh thổ của Mexico, thuộc địa phận của bang Tijuana. Dự án đã được triển khai hơn 7 tháng nay với hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia vẽ và đóng góp hình vẽ tham khảo. Chúng tôi làm việc vào các ngày cuối tuần. Hình vẽ trên bức tường rào biên giới là những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, những chú chim bồ câu biểu tượng của hòa bình, hay hình vẽ những bông hoa và món quà mà các tình nguyện viên muốn gửi đến những người sống ở bên kia biên giới. Trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ theo đuổi kế hoạch xây dựng bức tường biên giới giữa hai nước. Ước tính chi phí cho dự án này có thể lên tới hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, lễ hội mùa hè Quebec vừa kết thúc với nhiều cảm xúc còn đọng lại. Năm nay, đông đảo các nghệ sĩ lớn trên thế giới như nhóm nhạc Backstreet Boys, Metallica cùng hơn 50 nghệ sĩ khác đã mang đến lễ hội những màn trình diễn lôi cuốn và sôi động. Sân khấu chính và cũng nổi danh nhất của lễ hội mùa hè Quebec đặt tại công viên lịch sử Plain of Abraham có sức chứa cả hàng trăm nghìn người. Với uy tín của một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm nhằm thu hút nhiều ban nhạc nổi tiếng. Nhóm nhạc Mỹ Backstreet Boys huyền thoại gắn liền với thế hệ sinh năm 1980 đã có những màn trình diễn tại sân khấu Bell của Praha. Nhóm nhạc rock Metallica cũng có màn trình diễn mang đậm tinh thần rock. Nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ khác cũng góp mặt trong lễ hội này. Theo ban tổ chức, Quebec được biết đến là thành phố của nhạc rock. Chủ đề về rock gần như là một thương hiệu của lễ hội mùa hè Quebec. Vì thế chúng tôi cũng tổ chức lễ hội năm nay, cũng là kỷ niệm lần thứ 50 trên tinh thần của nhạc rock. Năm 2007, Đại hội âm nhạc Quebec đạt con số 1 triệu người xem và các năm sau đều tăng đều đặn lên 1,5 triệu người tham dự. Trong khi các hoạt động Summerfest gói gọn trên khu đất công viên dọc bờ hồ Milwaukee, Đại hội âm nhạc Quebec diễn ra tại hàng chục địa điểm khác nhau quanh trung tâm thành phố Quebec. Các ngôi sao lớn của Bollywood đã thắp sáng sân vận động MetLife ở New Jersey, Mỹ qua các hoạt động nghệ thuật nhân sự kiện Liên hoan phim Ấn Độ. Liên hoan phim Ấn Độ thường niên được tổ chức tại một thành phố nước ngoài không thuộc Ấn Độ. Đây là sự kiện truyền thông lớn nhất của Ấn Độ và là một trong những sự kiện thường niên thu hút đông đảo người xem nhất trên thế giới với gần 800 triệu người. Sự kiện này đang ngày càng đưa thương hiệu điện ảnh Ấn Độ đến với thế giới. Theo cách này, các nhà làm phim Ấn Độ sẽ dễ dàng tiếp cận nhiều hơn với bạn bè quốc tế và những khán giả yêu phim Ấn Độ. Các nền tảng đang được kết nối, nhiều diễn viên đạo diễn tìm đến Bollywood để làm phim và ngược lại. Nhiều diễn viên Bollywood cũng đang hướng đến thị trường quốc tế. Vì thế tôi nghĩ rằng đây là một sự thay đổi rất lớn và hy vọng một ngày nào đó chúng tôi sẽ có một ngành công nghiệp điện ảnh đồng nhất. Đây là năm thứ 18 Liên hoan phim Ấn Độ được tổ chức. Ban tổ chức đã sắp xếp nhiều chương trình cuốn hút như các chương trình thời trang và âm nhạc tại quảng trường thời đại. Mới đây, thành phố Concepción tại miền Nam Chile vừa bắt đầu triển khai một dự án lắp đặt hệ thống đèn giao thông cảnh báo dưới lòng đường dành cho dân nghiện điện thoại di động.
dự án này được kỳ vọng sẽ giảm tai nạn đối với những người không muốn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, kể cả khi băng qua đường. Theo thông báo của thị trưởng thành phố Concepcion, hệ thống đèn này được lắp đặt trước làn danh qua đường cho người đi bộ, chỉ gồm hai đèn xanh đỏ được kết nối với hệ thống đèn giao thông tại cột truyền thống. Sáng kiến trên có mục đích giảm bớt tai nạn đối với học sinh, sinh viên. Nếu chứng minh được tiện ích, giải pháp này sẽ được nhân rộng tại các giao lộ toàn thành phố. Tuy nhiên, giới chức thành phố cũng thừa nhận giải pháp công nghệ không bao giờ giải quyết được toàn bộ vấn đề và kêu gọi người dân hợp tác, nâng cao ý thức tuân thủ tín hiệu của hệ thống đèn. Concepcion là thành phố đầu tiên của Mỹ Latin thực hiện sáng kiến này. Trước đó, kiểu đèn trên lòng đường này đã được lắp đặt tại một số thành phố ở châu Âu như Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức và thành phố Sydney của Australia, khi hiện tượng người đi đường không rời mắt khỏi màn hình di động đang ngày càng trở nên phổ biến. Đến hẹn lại lên, hai bên bờ sông Seine tại thủ đô Paris đã được hô biến thành bãi biển. Đây đã là năm thứ 16 thủ đô Paris tổ chức hoạt động này nhằm giúp những người dân có thể nghỉ ngơi thư giãn, tắm nắng, tham gia các môn thể thao và các hoạt động nghệ thuật ngoài trời. Kể từ năm 2002, cứ vào đầu hè, con đường đi bộ dọc bờ sông Seine ở trung tâm Paris lại biến thành một bãi biển. Paris Plagid, nghĩa là bãi biển Paris, xuất phát từ ý tưởng tạo ra một bãi biển trong lòng thành phố cho những ai không dư giả tiền bạc và rộng rãi thời gian. Chính quyền Paris đã quyết định mở cửa khu nghỉ dưỡng đặc biệt này. Tôi có rất nhiều bạn ở đây để 2 hoặc 3 lần mỗi tuần chúng tôi hẹn nhau cùng chơi bi sắt. Ở đây không có ô tô, rất nhiều khách du lịch và những người bạn mới. Tôi nghĩ đây là một nơi thật tuyệt. Trong những lần tổ chức trước đây, hàng nghìn tấn cát được nhập về cùng những cây cọ, ghế dài, ô dù chống nắng để làm cho bãi biển trông như thật. Bãi biển hoạt động từ 9 giờ đến nửa đêm, là nơi thư giãn cho những người bận rộn ở Paris trong những ngày hè. Năm nay, việc sử dụng cát truyền thống đã được bỏ qua, thay vào đó là các tấm sàn gỗ thân thiện với môi trường hơn. Dòng sông Seine rất đẹp, đặc biệt là thời điểm này đã được dọn dẹp và bạn có thể cảm thấy an toàn khi đi cùng gia đình dọc theo bờ sông để nghỉ ngơi và ăn trưa. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Mỗi năm, bãi tắm thu hút gần 3 triệu lượt người tham quan. Đây không chỉ là địa điểm quen thuộc cho người dân mà còn trở thành một sự kiện văn hóa độc đáo của Paris. Sự kiện năm nay sẽ được kéo dài hơn so với những năm trước. Dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng và kết thúc vào ngày 4 tháng 9. Với đa phần người dân Florida Keys, khu vực được tạo nên từ một chuỗi đảo nhỏ ngoài khơi bang Florida của Mỹ, vỏ ốc xà cừ được coi như một biểu tượng thiêng liêng. Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng tham gia cuộc thi thổi vỏ ốc xà cừ rất độc đáo tại đây. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của hàng chục thí sinh ở nhiều độ tuổi, trong đó thí sinh nhỏ nhất mới chỉ lên 3. Màn trình diễn của thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng âm thanh, thời lượng, độ vang, sự mới lạ cũng như sự khác biệt thể hiện trong trình diễn. Tại cuộc thi năm nay, bà Jenny Truman đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để đăng quang ngôi vô địch trong cuộc thi dành cho nữ. Một trong những kỹ năng cần thiết để thổi vỏ ốc xà cừ chính là việc sử dụng môi một cách thành thạo. Mọi âm thanh mà bạn tạo ra bằng vỏ ốc xà cừ đều thật tuyệt vời. Hãy cố gắng luyện tập và chắc chắn bạn sẽ thành công. Cuộc thi độc đáo này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1962 và diễn ra thường niên dưới sự tài trợ của quỹ Old Island Restoration thuộc bảo tàng Old Hall thuộc Key West, bang Florida. Đây cũng là dịp để những người sinh sống tại bang Florida Keys thể hiện sự tôn trọng các giá trị truyền thống và văn hóa đã tồn tại suốt 100 năm qua tại khu vực này. Đến đây, chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.